bà con chúng ta xem video và nâng cao cái tinh thần cảnh giác trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới này nhé. Mình thấy có rất là nhiều bà con chúng ta vô cùng chủ quan và lơ là luôn đó. Đôi khi mình nhắc nhở những người thân hoặc là những người mình quen biết á, xe cộ cẩn thận đẩy vào hoặc là khóa cổng lại đi, chứ để ngoài những nguy hiểm quá, thì cứ rất là ý lại và nói là không sao đâu. Thì bà con thấy ở lúc đầu, thấy ở trong cái video này á, một cái tấm sắt bé xíu mà còn bị trộm nữa, thì nói chi mà nếu mà chúng ta mà lơ là cái là tụi trộm nó dọn sạch nhà chúng ta luôn đó. Cái đoạn video mà bà con chúng ta đang xem là một sự việc xảy ra tại nhà khách hàng của mình và cũng gần nhà mình luôn. Thông qua cái đoạn video này, mình muốn nhắn nhủ cho bà con chúng ta là hãy nâng cao cái tinh thần cảnh giác lên để bảo quản tài sản của chúng ta trong cái dịp Tết này, chứ để mất đồ đạc hay là cái gì đó nó sẽ mất vui trong cái dịp Tết. Nhưng từ đây mình muốn gửi luôn một lời xin lỗi đến một cái bạn yêu cầu mình làm cái video so sánh giữa mẫu C3WN và mẫu F22P á. Thì thực sự mình chưa thể ra video được. Dạo này mình làm tối nữa, 7 giờ là đi cái chớp thứ 3 rồi đôi khi tới 9 mấy 10 giờ về rất là đuối rồi mình ngủ luôn. Nên bạn thông cảm giúp mình nhé, tại vì giai đoạn này gần Tết mình đang là cái giai đoạn mình kiếm tiền. Cái hình ảnh mà bà con chúng ta đang xem được là từ cái mẫu của camera G-Outdoor 1080p mà mình đã từng làm video ở lúc trước á. Chúc bà con xem video vui vẻ và chuẩn bị đón một cái Tết an bình và hạnh phúc bên gia đình của chúng ta nha. Cảm ơn bà con đã xem video, hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.